Sáng ngày 25 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí đã tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người và các tệ nạn xã hội. Tại hội nghị, các đoàn viên công đoàn đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Ân, trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, truyền đạt các thông tin nội dung cần thiết của chuyên đề phòng ngừa tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người và các tệ nạn xã hội, cũng như tập trung vào tìm hiểu về cách nhận biết tác hại và các giải pháp phòng ngừa. Cũng tại hội nghị, Trung tá Vũ Trọng Hùng, đội trưởng đội xử lý vi phạm và tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh đã truyền đạt nội dung chuyên đề về công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong công nhân viên chức lao động. Thông qua hội nghị giúp cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động hiểu rõ hơn tác hại của việc sử dụng ma túy, cũng như trách nhiệm phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người và các tệ nạn xã hội trong cộng đồng, nhận biết được các loại tội phạm và thủ đoạn của các loại tội phạm trên. Đồng thời hội nghị cũng giúp cán bộ đoàn viên công đoàn nắm vững luật giao thông đường bộ để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến đông đảo công nhân viên chức lao động tại đơn vị mình.